Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình sang công trình để kiểm tra thép sàn nền. Sẵn tiện thì mình dẫn mọi người đi để cùng xem cái thép sàn nền bên mình làm nha. Thì thường thì cả cái công trình mà xây dựng trên cái các cái nền đất mà yếu á thì có hiện tượng là nền sau này sẽ bị sụt lún. Thì bên mình có cái giải pháp đó là đối với các cái công trình mà tải trọng lớn, ví dụ như làm showroom này, hoặc là sau này có ô tô hoặc là các cái thiết bị nội thất mà nó nặng ấy trong nhà, thì bên mình làm luôn cái giải pháp đổ bê tông cái sàn nền đây. Mọi người có thể xem ở dưới là cái phần sàn nền sử dụng là thép 8A100 cho cái khu vực ngoài sân xe và thép 10A150 cho cái phần ở bên trong này. Thì ở cái vị trí này là khu vực bể phốt, thì khi đổ bê tông thì mọi người nhớ là trưa trước các cái ống để sau này có cái vấn đề gì thì mình có thể là hút hầm. Rồi chúng ta sẽ chạy trước hết tất cả các cái hệ thống nước cấp, nước thoát rồi điền vào nhà như này này, để sau này á, tại vì cái phương án này nó có cái nhược điểm là lỡ đâu mà có cái vấn đề gì ở bên dưới á, thì nó rất là khó xử lý, cho nên chúng ta phải tính toán từ trước hết tất cả. Rồi mọi người có thể đi vào đây để xem này. Thì chỗ đây là sẽ là hai cái ống nước mưa hai bên để thoát nước mưa cho ban công, để thoát trực tiếp ra vỉa hè. Hai cái ống hai bên đây này, có thể thấy hai ống hai bên đây không? Thấy không? Có thể quay cho mọi người xem. Ống nước đấy kia là ống thoát nước mưa. Ở cái ống màu xanh xanh là cái ống cấp. Đây cái ống màu xanh xanh đó là cái ống cấp nước cho bồn cây. Tương tự bên kia cũng vậy kìa. Bên kia cũng có một cái bồn cây ở ngoài sân cho nên có vòi cấp nước. Rồi. Đây là cái phần sàn nền ở trong nhà này. Thì khu vực này là cái hộp ghen để thoát vệ sinh cho các tầng trên. Đây. Đó, được chưa? Thì chúng ta muốn cái hộp ghen nó đẹp thì chúng ta xếp cái ống cho nó sát vào nhau như này này. Thì sau này cái hộp ghen nó sẽ nhỏ và nó đỡ chọn diện tích của công trình, thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, mọi người xếp vào. Thì toàn bộ cái hệ thống nước cấp của cái công trình là bên mình sử dụng cái ống PVC APPR cho nó đảm bảo chất lượng. Thì đây là cái thép chờ của cái cầu thang bộ nha mọi người. Thép chờ của cầu thang bộ. Đấy. Rồi. Ok, sau này là khu vực bếp. Khu vực bếp. Thì khu vực bếp thì ở đây là cái khoát nước cho cái chậu rửa bếp này. Đây. Đây có thể đi gần lại một chút xíu. Đây là cái khoát nước cho cái chậu rửa bếp này. Ở phía đằng sau này á thì có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. Cho nên là đây là cái khoát nước cho bồn cầu này. Đây là cái rờ ga này. Đây thêm cả rờ ga nữa này. Đây là cái lavabo này. Đó, sau này thì cái hệ thống nước cấp cho cái vệ sinh này thì chúng ta đi sau. Còn cái hố này á là cái hố ga cho cái hệ thống nước rửa của bếp nó về đây, để sau này chúng ta có thể chống mùi, chống hôi ở cái khu vực này. Đấy, và nó chạy ra hệ thống hầm ở trước. Đây là cái hộp ghen cho cái hệ thống thoát nước ở cái sân sau này. Hộp ghen này thì ở trên tầng 2 ở vị trí này á, thì có một cái nhà vệ sinh, cho nên là đấy là hộp ghen cho cái vệ sinh sau. Ở trong này thì có cả cái ống nước mưa để cho thoát nước cho sân thượng phía sau luôn. Đây là cái rơ ga để thoát nước rửa này. Chỗ này là cái bồn cây, được chưa? Đấy, mọi người có thể thêm tổng thể một lần nữa cái giải pháp sàn nền của bên mình. Đây mọi người có thể xem. Rồi em quay xung quanh cái trên sàn nền một vòng xem cho mọi người xem. Đây. Và tới đây hưởng này. Đó, đây là cái giải pháp cái sàn nền của bên mình này. Đó. Như vậy với cái giải pháp mà sàn nền bê tông cốt thép như này á, thì bảo đảm với anh chị em là sau này cái nền nhà là chắc chắn 100% là sẽ không có bị gọi là bị sụt, bị lún hay là gì cả, 100% luôn. Rồi xe pháo có vào nhà thì cũng rất là vô tư và thoải mái. Thì ở cái giải pháp mà cái sàn nền này á, thì đặc biệt chú ý cho mình đó là cái phần đó là cấp và thoát nước. Đây ví dụ như là ở các cái nhà vệ sinh mà chúng ta mà bố trí thiếu cái ống thoát nước á, thì sau này chúng ta rất là khó xử lý. Ví dụ như chúng ta phải đi kiểm tra trước. Ở đây là chúng ta có cái ống nước cấp lên và xuống bồn là cấp nước nóng này. Đây là thông hơi này. Đây là thoát bồn cầu này.
đây là thoát nước sinh hoạt và ống này là ống thoát nước mưa. Đấy, nước mưa. Thì á, mọi người phải đi nghiệm thu kiểm tra rất là kỹ cái phần thoát nước này. Tại nó nằm ở dưới sàn bê tông rồi cho nên là chúng ta rất khó để có thể đào lên làm lại. Nên tương tự như cái hộp ghen này. Đây hộp ghen này này. Đây chúng ta có thoát bồn cầu này, cấp nước lên này, thoát nước sinh hoạt này, thoát nước mưa này, và đây là ống thoát nước mưa này, đây là ống thoát nước máy giặt này. Đó, chúng ta phải kiểm tra rất là kỹ lưỡng trước khi chúng ta tiến hành cho đổ bê tông cốt thép. Thì trường hợp mà chúng ta đổ rồi thì sau này rất là khó để xử lý. Rồi, vừa rồi thì mình vừa giới thiệu qua cho mọi người cái giải pháp và san nền bê tông cốt thép của bên mình. Thì hy vọng thì đấy là tư liệu để mọi người có thể tham khảo để làm cho cái công trình của nhà mình. Rồi xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.